Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị khán giả, đại họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 6,9 độ Richter kèm theo mưa bão, lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất dữ dội liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là đẹp nhất Trung Quốc bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Hàng triệu người dân Trung Quốc đại lục tháo chạy khắp nơi để lắm nạn. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc sau bao ngày im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, vào tối ngày hôm qua, truyền thông của nước này đã buộc phải công khai một sự thật rằng mưa to gió lớn, bão lũ, ngập lụt, lũ quét sạt lở cộng thêm động đất sóng thần đã nhấn chìm và cuốn trôi hai địa điểm được cho là xinh đẹp và tuyệt vời nhất của Trung Quốc, đó là thành phố Tứ Xuyên và tỉnh Hồ Nam. Ngoài ra, lũ trên các con sông ở thượng nguồn đổ về đã gây ra cảnh ngập lụt trầm trọng ở một số địa danh nổi tiếng, đặc biệt là địa danh mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa danh có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới. Nhưng hôm qua, nó đã bị lũ lụt nhấn chìm trong biển nước. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV còn cho biết, sau bao ngày chịu đựng những cơn mưa lớn kéo dài không dứt, sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang của Bắc Kinh hôm qua lần đầu tiên trong lịch sử đã phải ra thông báo báo động Hồng Thủy số 1, tức là trận lũ đầu tiên trên con sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn miêu tả chi tiết về mực nước trên sông Trường Giang đã vượt mức báo động đỏ lên tới 2 m. Tốc độ dòng chảy trên con sông được công bố là 50.000 mét khối trên giây, một trong những tốc độ dòng chảy lớn nhất trên thế giới. Hiện nhiều tuyến đê bao trên con sông này đã bị vỡ khiến lượng nước tràn về khá nhanh, ngập toàn bộ các tỉnh như Tứ Xuyên và Hồ Nam, khiến cho khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn bị nhấn chìm trong nước lũ, thiệt hại là không thể đong đếm được. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, trên thế giới chưa có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc, không phải vì tính nhân đạo mà là do cách sống, cách đối nội đối ngoại của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, trong thời gian vừa qua đã làm cho thế giới mất lòng tin. Các nhà quan sát cho rằng chỉ cần nhìn vào 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc thì chính phủ của ông Tập đã đi gây gổ gây hấn, dùng vũ lực cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ tới 13 nước xung quanh. Hỏi rằng có ai có nước nào dám kết thân và chơi với Trung Quốc nữa hay không? Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, cơ quan đầu não và quan chức trong chính phủ ông Tập vẫn ung dung ủ mưu tính kế đi xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong khi đất nước của họ đang bị lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, thì chính quyền của ông Tập đã phát động cho hải quân của nước này ngang nhiên mang rất nhiều tàu chiến, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, mang theo vũ khí hạng nặng, tiến hành tập trận quanh khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế và bất chấp chỉ trích của các nước trong khối ASEAN. Điều này là không thể dung tha và chấp nhận được. Ngay lập tức, chính phủ Mỹ đã lên tiếng phản đối chính phủ Trung Quốc và nói rằng Trung Quốc quá tham lam vô độ khi không lo cho người dân trong lúc hoạn nạn đang xảy ra mà còn nghĩ kế đi xâm chiếm Biển Đông. Hành động trên của Trung Quốc được cho là thiếu tính nhân đạo và thiếu tính người. Phát biểu trên tờ báo BBC News, một viên chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng có lẽ chính phủ Trung Quốc nên dồn toàn lực vào công cuộc phòng chống đại dịch và thiên tai, lũ lụt để giúp đỡ người dân thường vô tội. Nhưng ở đây, chính quyền của ông ta lại không làm điều đó. Họ bỏ mặc dân chúng lũ lụt mưa về, họ mặc kệ động đất xảy ra thì họ cho xả đập Tam Hiệp nhấn chìm toàn bộ 28 tỉnh, thành phố phía nam của Trung Quốc. Vậy mà chính quyền của ông ta vẫn ngang nhiên đòi đi xâm chiếm Biển Đông và gây gổ đánh nhau với cả Ấn Độ. Hành động trên quả là không thể chấp nhận và dung thứ được. Đây chính là tội ác mà phía Trung Quốc gây ra, cho nên bây giờ trời không dung đất không tha. Mẹ thiên nhiên và ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người khi ra tay trừng trị Trung Quốc để bảo vệ thế giới. Họ chỉ tiếc thương cho hơn 1,4 tỷ dân người Trung Quốc mà thôi. Thưa quý vị, hôm qua tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết động đất liên tục xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Điều này làm cho giới chức của Trung Quốc vô cùng lo lắng. Hiện Bắc Kinh đang ăn không ngon, ngủ không yên vì thiệt hại thiên tai và dịch bệnh đang tàn phá nặng nề. Báo của Trung Quốc đã chỉ trích dẫn lời một lãnh đạo trong ngành khí tượng thủy văn của nước này cho biết trong 2 ngày vừa qua thì xảy ra 2 trận động đất có cường độ lên tới gần 7 độ Richter liên tiếp xảy ra tại thành phố Tứ Xuyên và Quý Châu thuộc thượng nguồn sông Dương Tử, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới con đập Tam Hiệp. Còn trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc mang tên CNC cho biết
trận động đất tại Tứ Xuyên có cường độ gần 7 độ Richter đã xảy ra ở độ sâu 8 km dưới lòng đất. Tiếp đó, một cơn địa chấn mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Hách Trương thuộc tỉnh Quý Châu vào trưa ngày hôm qua. Được biết, hai trận động đất liên tục này đã gây ra sóng thần và mức độ của nó lên tới gần 30 mét, gây cao hơn 3 tòa nhà cao tầng, nhấn chìm toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Vũ Hán và một nơi địa danh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng của Trấn. Hiện rất nhiều thương tiếc dành cho khu du lịch nổi tiếng này của phía Trung Quốc bởi nó đã tồn tại hơn 2.000 năm tuổi. Nhưng hôm qua, nó đã bị nhấn chìm dưới mực nước sâu khoảng 10 mét. Hiện tượng động đất liên tiếp xảy ra tại thượng nguồn sông Dương Tử, nơi con đập Tam Hiệp được xây trên dòng chảy, đã khiến nhiều người và quan chức của Trung Quốc lo ngại rằng nếu tình hình này còn tiếp diễn thì một số con đập nhỏ hơn đập Tam Hiệp ở thượng nguồn con sông Dương Tử có nguy cơ bị vỡ, và như vậy nó sẽ tạo ra một phản ứng domino khiến cho con đập Tam Hiệp có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, và nếu như nó bị vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Truyền thông của Trung Quốc đã ra cảnh báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt con số 50.000 mét khối trên giây, nhưng sau đó đã phải nhanh chóng sửa lại bởi vì lưu lượng nước đổ về rất nhanh, đạt 53.000 mét khối trên giây, một trong những lưu lượng nước lớn nhất trên thế giới chưa từng có xảy ra. Tỉnh Hồ Bắc đã phải phát quần áo cho người dân địa phương đi tránh lũ ở trên đỉnh núi cao. Trang Nhân dân Nhật báo Trung Quốc vào sáng ngày hôm qua đã đưa tin Trung Quốc từ tối ngày hôm trước đã cho khởi động khẩn cấp. Cấp độ 4 là cấp độ cảnh báo cao nhất nhằm phòng chống lũ dẫn tới mực nước dâng cao ở thượng nguồn sông Dương Tử. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang đã dự báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Điệp càng lúc càng nhiều, vì thế nguy cơ vỡ đập là rất lớn. Đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm nói trên, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã hô hào toàn quốc và người dân Trung Hoa đại lục hãy khẩn trương chống lũ, nhưng trong khi đó họ vẫn xả thêm một cửa xả của đập Tam Hiệp. Điều này đã gây ra lũ lụt toàn bộ 31 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ tối ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã khởi động phản ứng cấp độ báo động đỏ nhằm phòng tránh lũ lụt, lũ quét, động đất và sóng thần, thông báo cho các khu vực liên quan, đồng thời cử các tổ công tác tới tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy để hỗ trợ công tác chống lũ và cứu trợ thiên tai do các địa phương này đang gặp phải. Thông báo của bộ này yêu cầu các cơ quan giám sát chặt chẽ tình hình mưa lũ, động đất, sóng thần, phối hợp với các cơ quan khác nhằm phòng tránh lũ lụt trên khắp diện rộng toàn đất nước của Trung Quốc. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi có con đập Tam Hiệp, phản ứng với tình hình mưa lũ nghiêm trọng, động đất, sóng thần trong những ngày vừa qua, Sở Quản lý Khẩn cấp của tỉnh này đã phát đi một thông báo khẩn cấp nói rằng tình hình hiện tại của con đập Tam Hiệp cũng như các thành phố xung quanh khu vực này đang hết sức nghiêm trọng và trầm trọng, đề nghị người dân phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, họ vẫn lực bất tòng tâm bởi vì mưa lũ đang kéo về ùn ùn từng ngày, từng giây và từng phút. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm liên quan tới Việt Nam và con đập Tam Hiệp. Khi rất nhiều câu hỏi cho rằng con đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ thì nó có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Để trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc hiện nay không ảnh hưởng tới Việt Nam, và nếu như con đập Tam Hiệp có vỡ thì cũng không ảnh hưởng gì tới Việt Nam, chỉ lo ngại rằng người dân của Trung Quốc sẽ tràn sang Việt Nam để lánh nạn mà thôi. Vâng, thưa quý vị, như vậy là tất cả quý vị và các bạn đều rõ ràng một điều rằng con đập Tam Hiệp cũng như mưa lũ ở phía Trung Quốc không ảnh hưởng gì tới Việt Nam. Nó chỉ ảnh hưởng nhẹ ở một số tỉnh khu vực phía Bắc của Việt Nam như Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Cao Bằng, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết. Tại những tỉnh thành kể trên, xuất hiện nhiều đám mây u tối và lượng mưa từ Trung Quốc tràn sang sẽ làm cho Việt Nam có những trận mưa to đến rất to tại khu vực này. Đề nghị bà con phải hết sức cảnh giác, lũ quét và sạt lở đất. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu có đóng góp, xin quý vị hãy để lại bình luận phía dưới mỗi video để biên tập viên của chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!